Xin chào mọi người, như đã hứa, nếu có những chiếc xe nào lạ và độc, Lộc sẽ làm video để gửi đến mọi người. Hôm nay có một chiếc xe rất lạ và rất độc, vì vậy Lộc làm video này để thân gửi đến mọi người. Trước khi nói về chiếc xe này, thì mình cũng nói sơ qua về thông số kỹ thuật cũng như xuất xứ của chiếc xe. Chiếc Polo Hatchback này là một chiếc xe của hãng xe Volkswagen đến từ Đức. Và chiếc xe này thì đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Về thông số kỹ thuật, mình xin nói sơ qua là công suất cực đại của chiếc xe này là 105 trên 5200 vòng. Và mô men xoắn cực đại là 153 Newton trên 3700 vòng. Về tốc độ từ 0 đến 100 km thì nó khoảng tầm 10,5 giây. Về độ tiết kiệm nhiên liệu thì mình đã đo tiết kiệm nhiên liệu và mình đã sử dụng thì nó khoảng là 5,5 lít đến 6 lít trên 100 km ở đường trường. Rồi nói sơ qua phía dưới là khung gầm của mình thì được thiết kế liền khối theo công nghệ laser của Đức. Khoảng sáng gầm xe của chiếc này là 150 mm. Rồi thì mình vừa nói sơ qua một chút thông số kỹ thuật. Sau đây mình sẽ đi về phần chi tiết từ phần đầu xe của chiếc xe này. Điểm mà đập vào mắt chúng ta luôn đó chính là bộ đèn LED. Chiếc xe này thì được trang bị một bộ đèn LED và có đèn LED chạy ban ngày. Và sau đây mình sẽ thử bật cái đèn xi nhan của cái đèn này lên cho mọi người xem thử nhé. Đó, trước tiên là đèn xi nhan, mọi người thấy không? Mọi người thấy đèn xi nhan, nó vừa chạy nữa, nhìn rất là đẹp. Ở trên này có đèn daylight và đèn chiếu sáng ở đây. Đèn pha nó sẽ nằm ở đây, mình sẽ bật lên luôn. Đó, đèn pha. Đây là đèn pha của nó. Thì như những dòng xe Polo 2018 về trước, thì thường là có cái thanh rôm bên này, một cái thanh rôm ngang ở đây. Bên này cũng có thanh rôm, nhưng cái bộ này thì là bộ độ body kick R400, cho nên là thay vì thanh rôm thì ở đây là những cái lưới tản nhiệt hình tổ ong. Và có một cái điểm là cái lớp nhựa ở trên này màu đỏ để tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe. Ở đây cũng có những cái viền. Ở phía dưới thì được độ cái cảng này cảm giác sẽ dài hơn so với những cái chiếc xe Polo 2018 về trước. Và thay vì là có cái đèn sương mù nằm ở đây thì chiếc xe này được thay bằng một cái ốp nhựa ở chỗ này, cũng rất là thể thao. Thì phần đầu xe mình cảm giác nó rất là thể thao. Rồi. Tiếp sau đây chúng ta cùng đi qua phần hông xe. Phần hông xe thì điều trước tiên đập vào mắt chúng ta là cách sơn cái màu phối màu này là họ để cái màu của gương chiếu hậu là màu bạc, nhưng mà sơn thì là sơn màu vàng. Rồi phía dưới của chúng ta ở đây chúng ta sẽ thấy là vỏ xe này là vỏ xe Continental, là khá chất lượng. Và cái vỏ xe này được độ lên, vỏ xe này cũng thì được sản xuất ở Đức. Thay vì cái vỏ xe bình thường của chúng ta là 185, nhưng cái vỏ xe này 195 thì nó có cái bề dày hơn và tạo cho mình cái cảm giác lái chắc chắn. Những cái mâm thì cái mâm này của mình á được và mâm hợp kim và được sơn lại màu đen để cho nó mang tính thể thao. Nó có một điểm nổi bật nữa là chúng ta có cái thắng đĩa ở trước thì mang lại cái độ an toàn cao hơn. Kế đến là cái phần lườn đây. Ở đây chúng ta được dán đề can lên là Sport Edition. Thì nó phối là cái đề can màu đen, cho nên nhìn nó cảm giác nó hài hòa với cái màu vàng này, rất là thể thao.
Rồi, phía sau thì chúng ta cũng là cái bộ mâm nhiều cháu như thế. Ở đằng sau này thì ở phía trên chúng ta sẽ thấy là cái cánh gió này ở sau thể thao và được sơn màu đen, nhìn nó hài hòa. Rồi, ở phía dưới thì mình sẽ thấy là có bộ cái bộ body kick phía sau này rất là thể thao, nhìn cứng cáp, cho hai cái bô giữa nằm ở giữa đây, cảm giác thêm phần thể thao nữa và cũng hài hòa. Bên này chúng ta có những cái cảm biến lùi xe thiết kế tinh tế và có camera lùi trên chiếc xe này. Chúng ta thử xem cái phần ở bên trong này một xíu. Mở cốp lên. Cốp thì chiếc xe này có cái cốp cũng khá là rộng. Nếu mà mình có đi du lịch hoặc là mình có đựng nhiều đồ thì cái cốp này tương ứng khá tốt để chúng ta đựng đồ. Phía bên dưới thì được trang bị bộ mâm sơ cua, bộ bánh sơ cua cho chúng ta. Những cái thanh ở dưới này khi mà mình chạm vào, mình đấm vào đây thấy nó rất là cứng. Cho nên từ lúc đầu mình nói chiếc xe được thiết kế liền khối theo công nghệ laser của Đức. Và mình sẽ thử đóng cái này lại cho mọi người, đóng cái cốp. Cái tiếng cốp là mình đóng vào rất là chắc và mình cảm thấy là nó rất là khít. Những cái đường nét ở đây nó rất là khít. Đằng sau thiết kế hài hòa, đơn giản nhưng rất hài hòa. Thông thường thì những dòng xe châu Âu họ sẽ để cái bình xăng nằm ở bên phải, nắp xăng nằm bên đây. Mở ra thì cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần bấm vô và bấm lại là mở ra. Khóa là mình bấm vô thôi. Rồi, cùng mình đi vào thử chi tiết phần đằng trong xe. Đằng trong xe một vòng với mình đi. Chúng ta đi một vòng để chúng ta xem ở trong xe có những cái gì. Trong xe điều đầu tiên mà mình cảm nhận đó chính là cái cánh cửa khá là chắc. Mình đóng ra, đóng lại và mở ra cho mọi người nghe. Cả nghe thấy được tiếng chắc chắn của cửa xe Đức. Phần này thì có nổi bật nhất mà mình nhìn thấy đó là đèn auto. Trước đây thì những chiếc xe kia chưa có trang bị đèn auto. Đèn auto này thì phải được độ lên, còn theo nhà sản xuất thì hiện tại họ vẫn để đèn bình thường. Rồi vào bên trong nội thất thì chúng ta có nội thất da. Và chúng ta nhìn nội thất này thì không quá là hào nhoáng, nhưng mà nó cho mình cái cảm giác là bền bỉ theo thời gian rất là tốt. Tiếng đóng cửa của mình vừa rồi là rất là chắc chắn. Và đây mình mở cửa sau xem như thế nào. Cửa sau thì đó, chúng ta hãy nhìn ở bên trong nội thất. Cũng như là cái khoang ngồi phía sau. Cái khoang ngồi phía sau thì mình nghĩ là nó không quá rộng, nhưng mà có thể đáp ứng nhu cầu vừa đủ cho chúng ta khi chúng ta đi trong phố, cũng như là khi chúng ta có những cái chuyến hành trình đi xa hơn. Vừa rồi thì Lộc giới thiệu cái chiếc xe này là chiếc xe được bộ độ lên body kick. Và những sản phẩm của dòng xe Polo Hatchback ở Việt Nam như thế nào thì mình nắm rất là rõ. Tuy nhiên, để mọi người có thể biết rõ hơn, nhiều chi tiết hơn, có thể gọi điện thoại cho mình hoặc để lại những comment. Mình sẽ gọi lại để tư vấn, chia sẻ. Và đặc biệt là mọi người hãy subscribe cho kênh của Lộc để Lộc có thể có những động lực tiếp tục làm những video tiếp theo. Lộc xin chào và hẹn gặp lại.